trình có một tài mua và tài xế tụ tài hôm nay các bạn nhé. Rất là bụi các bạn nhé. Ngày hôm nay lại rất nắng nữa. Lăng cuối đất. Ngày hôm nay có tới 5 chiếc xe bị công trình các bạn nhé. Rất là dính phùng các bạn nhé. Cái phải này rất là dễ bốc đầu. Dính phùng rồi. Tiếp tục là bác tài xế thứ hai xuất hiện ở đây. Những chiếc xe đều được trang bị hệ thống phanh hơi lốc kê các bạn nhé. Còn với mình thì những chiếc xe tô tải hoa mai rất là phổ biến. Bác tài quả rất là nhanh. Chiếc xe của bác tài thì khá là mới. Chiếc xe này còn rất là mới, chắc ông mới nhận của mình. Tiếp tục là chiếc xe thứ ba tiến vào đây là buổi sáng ngày hôm nay rất là đông. Một thanh niên rất là trẻ tuổi.
Bây giờ các bạn theo tôi, theo chân các bạn tài xế tôi phải đến công trình xuất đất luôn.